Chào mọi người, mình là Trung, mình kênh Càng Cao Nhật Bản. Hôm nay mình tiếp tục quay càng cao để cho mọi người lựa chọn nhé. Đấy. Hôm nay thì cũng như thường lệ, 20 cái càng thế này. Đấy, rồi. Bây giờ mình sẽ quay từng cái một cho mọi người lựa chọn nhé. Đầu tiên là cái càng 3 khúc này, chất liệu là phíp nha mọi người, chất liệu là phíp. Còn đây, nó là phíp. Hãng là Olympic nha mọi người, càng 3 khúc Olympic, chất liệu phíp. Dàn khoan còn đây. Khá là ok. Đây mọi người, khoan còn ok. Ngoại hình con này thì riêng về nước sơn thì nó nằm khoảng 70% nha mọi người, 70%. Đấy, bát vặn này. Cây này dài 4m1, thu vào là 1m43 nha mọi người, rất là dài. Đường kính độc đỉnh của nó là 4,2 ly rồi. Cân nặng là 860g. 860g mình uống cái độc mọi người coi thử. Độc rất là to và đấy. Độc rất là to và uống được lắm mọi người. Đấy. Rất là cứng. Đây là cái số 1. Số 1 nha mọi người. Đây là bán 300. Số 1 300 nha mọi người. Tiếp theo. Đây. Tiếp theo những cây này. Cái này là cây cần đai hoa 4 khúc nha mọi người. Cây cần đai hoa 4 khúc. Dàn dàn khoan của nó còn nguyên. Đấy, dàn khoan của nó còn nguyên nhá. Dàn khoan còn nguyên. Bát vặn này, bát vặn này. Đấy. Ngoại hình của con này được 80% mọi người. Đấy. Dài 4m8, thu vào là 1m2, đường kính độc đỉnh của nó là 4,1 ly, cân nặng là 1,1 kg nha mọi người. Cân nặng 1,1 kg. Vãi cái cân nặng. Cái này cây số 2, 350.000. Số 2, 350.000. Tiếp theo, số 3 là một cái cần tiếp theo. Cái cần đây qua, cái cần cũng 3 khúc luôn. Dàn chất liệu cũng phíp luôn nha mọi người. Nãy giờ toàn còn phíp thôi. Đấy. Cái này thì dàn khoan cũng còn ok luôn. Bát trượt ok. Đấy. Này, cần này dài 3m3, thu vào là 1m15, cân nặng là 480g, đường kính độc đỉnh là 3,1 ly. Đấy. Cây cần này giá 350.000. Đó, độc to. Đó. Số 3 350.000. Tiếp theo là một cái cần hai đoạn. Đây, cần hai đoạn. Cần này là của thằng Olympic luôn. Này, Olympic. Xịn sò nha mọi người. Đấy. Cái này ngoại hình của nó khoảng cỡ 80% mọi người, 80%. Nó hơi bụi bụi một tí thôi, về lau sơ thì nó sạch này. Này, dàn phan còn ok hết nha mọi người. Đây, dàn phan còn đẹp luôn. Bát trượt này. Kim loại rất là chắc này. Dài 2m1, thu vào là 1m1 nha mọi người. Đường kính độc đỉnh là 2,4 ly, cân nặng là 360g. Đây. Đây là cây số 4, 250.000. Số 4, 250.000. Đấy. Đây. Tiếp theo là một cây cần rút. Đây. Của hãng Cô Sinh nha mọi người. Đây, cần rút. Đây. Cây này chất liệu là phíp luôn nha. Nãy giờ toàn cần phíp thôi. Bát Fuji FX7 này. Ngoại hình của con này cũng được 80% ấy. Bọn nước sơn còn rất là đẹp nha mọi người. Đấy. Đọt này. Đấy. Một đoạn. 2, 3, 4, 5,
sáu nha mọi người, càng rút sáu đoạn. Đấy. Cái cần này dài 5m1 này, thu vào 1m2 này, đường kính của cái đọt đỉnh là 1 ly này, cân nặng là 400 g, giá của nó 240.000. Số 5 240.000. Thì hôm nay đặc biệt bán giá rẻ. Đây, bán giá rẻ nha mọi người. Lâu lâu vài video bán khuyến mãi cho mọi người. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là một cây cần của thằng nào mà made in Korea đây. Đây, như thế này thôi, chữ thì chỉ còn như này thôi. Đấy, ngoại hình nước sơn của con này thì nó cũng hơi bạc bạc rồi. Xét về nước sơn thì chắc còn được khoảng cỡ 65%. Đây. Nhưng mà dàn phan rất là đẹp nha mọi người. Đây. Này, dàn phan Fuji rất là đẹp. Đây thì mình coi thì cái giá cây này giá có 300.000 thôi, mà dàn phan đi thì quá tiền của cái giá tiền của cái cần này mình bán rồi. Này, đọt không nè, đọt lớn nhé. Đọt lớn. Phải rất là sướng. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn tất cả mọi người, bốn đoạn. Bát Fuji. Bát Fuji. F7 này. Ui dàn phan với cái bát này là đủ tiền ấn rồi. Dài 3m rưỡi. Thu vào là 1m. Cân nặng là 380 g. Đường kính đọt đỉnh là 2,9 ly. Giá là 300.000. Rẻ như cho. Mua xong cái cần này về bảo mua đi cao, họ hỏi bảo 300.000 không ai tin đấy chứ. Cái này cây số 6 hay số 5 rồi. Số 6 đang xử lý. Đang xử lý, hình như không cần mở vẫn xử lý rồi. Mốt nó bằng cốc cốc chứ. Số 6. Cái này 300 nha mọi người. Số 6 300. Tiếp theo số 7 là một cây cần rút kiên tinh nhé. Cần rút kiên tinh. Cần này chất liệu là phíp nè. Ngoại hình con này được 75% nha mọi người. Mình ngoại hình là mình chỉ nhận xét về cái chủ yếu là nước sơn thôi nha mọi người. Còn bát hay là phan thì mình đưa cho mọi người coi luôn, khỏi phải nhận xét. Đây, như cái dàn phan là mọi người về thay hết luôn này, xài cho sướng này. Mua được cần rồi không thiết phải sửa cái dàn phan thì thay luôn cái dàn phan kim loại xài sướng. Đấy. 1 2 3 4. Tất cả là 4 đoạn. Đấy. Kinh tinh đó. Dài, cần dài 4m này, thu vào là 1m1 này. Đường kính đọt đỉnh là 2,7 ly, cân nặng là 410 g. Ủa, cây này sao có 190 ta? Lộn rồi. Có gì đó nhầm không nè. Coi thôi. À, quay. Thôi là hư cái dàn phan về cho mọi người thay. Thay. Nha. Mình bán đồ cao này trên tinh thần là khuyến khích và dụ dỗ các anh em đam mê đồ cao thì có chơi trước rồi tính sau. Số 6, số 7. Số 7 giá 190.000. Số 7 190.000 nha mọi người. Tiếp theo là một cây cần rút. Cây cần này chất liệu là phíp, còn hãng là Shimano nha mọi người. Cần Shimano, cần phíp Shimano rút. Đấy, dàn phan của nó đây, ngon luôn, dàn phan còn ngon luôn mọi người. Đấy này, đọt mà, đọt mảnh này, thấy chưa. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn tất cả nha mọi người, bốn đoạn. Cái này ngoại hình của nó cũng được
80%. Đây, nước sơn, màu sơn nó còn được 80% nha mọi người. Đây, đây này. Cái bát Fuji FS6 này nè. Nó tục cái trượt ở đâu rồi. Mình coi thì mình nên nhớ là mình. Rồi, mình thấy được mọi người đây. Cái này là của kích cỡ của nó là thằng Fuji FS6 nha mọi người. Fuji FS6 đây. Không có thì bán giá không có. Đây, dài 3m6 này. Thu vào là 1m này. Dài 3m6, thu vào 1m. Đường kính của độc đỉnh là 0,7 ly. Cân nặng là 160g. Cái này số 8, 150.000. Số 8 150.000 nha mọi người. Tiếp theo lại một cây cần rút hiệu Shimano. Đấy, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây này còn khoảng 75%. Đấy, dàn phang này. Dàn phang còn ok nhé. Đấy, em rút cho mọi người xem. Cái đọt nó hơi bị dơ nha mọi người, đọt hơi bị dơ vì cạo cạo đi, dính sơn xiết gì đấy. Chỗ này sao thấy có quấn một ít dây nhựa ở đây nhá. Chỗ này không biết làm sao có quấn một ít dây nhựa đây. Đấy, nó có hai đoạn thế này thôi. Đấy, nó hai đoạn thôi nha mọi người. Đây, bát Fuji FS6 này. Đấy. Cái cần này dài 2m1, thu vào là 1m12, đường kính độc đỉnh của nó là 1,8 ly, cân nặng là 160g. Đấy, cái này là 190.000 nha mọi người. Số 9. 190.000. Số 9 190.000. Tiếp theo, số 10 là một cây cần rút hiệu của nó đây. Đấy, chất liệu là phíp nha mọi người. Đấy, ngoại hình của con này thì 85-90%. Không phải, phải được 90, trên 90% nha mọi người. Này, đọc này. Giờ phang còn ok luôn. Đấy, phang còn ok luôn. 2, 3. Nó 3 đoạn nha mọi người. 3 đoạn. Đây, bát vặn nhé. Cây này dài 3m này, thu vào là 1m08 này, đường kính độc đỉnh là 2,2 ly, cân nặng là 200g nhé. Cây này giá thành là 190.000. Cây này cây số 10, 190.000. Số 10, 190.000 nha mọi người. Số 11 tiếp tục là một cây cần rút. Này, cây cần rút. Giờ nó à đây, cây cần rút Olympic nha mọi người. Cần rút Olympic. Đấy. Con này chất liệu là phíp, ngoại hình của con này thì được 70% nha mọi người. 70% về nó về màu sơn, còn dàn phang thì còn ok này. Đấy. Phang ok này.
đọt này. 1, 2, 3, 4, 5. Nó 5 đọt nha mọi người. Cái đọt thứ... cái đọt thứ nhì thì mình thấy là lạ, màu nó khác khác nha mọi người. Đấy, rồi cây này dài 3m6, thu vào là 83 cm, đường kính độc đỉnh của nó là 1,2 ly, cân nặng là 180 g. Cây này cây số 11 201 cho mọi người. Bát thường. Tiếp theo là một cây cần Shimano. Cần rút Shimano chất liệu phíp. Ngoại hình của nó cây này khoảng 75% rồi đây. Đấy. Bát Fuji. Dàn phan thì có nứt có lành cũng có đây. Nứt hình như 1-2 cái gì thôi. Đấy, mọi người ưng về thay luôn cái phan kim loại cho chắc chắn. Đấy. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn nha mọi người. Có tất cả ba đoạn. Cây đằng này dài 2m4 này, thu vào là 90 cm này, đường kính độc đỉnh là 2,5 ly, cân nặng là 220 g. Giá tiền của nó 130.000 nhé. Cây này cây số 12. 130.000. 12 130.000 nha mọi người. Tiếp theo là có còn 8 cây cần tay. Này, cần tay đầu tiên chất liệu là phíp, còn hãng gì thì hãng Olympic nha mọi người. Olympic này, hãng Olympic cần tay chất liệu phíp. Đấy, cần tay rút nha mọi người. Con này ngoại hình của nó khoảng 75%. Đấy, này đọc này. 1 2 3 4, 4 đoạn tất cả nha mọi người. 4 đoạn. Con này dài 3m9, thu vào 1m1, đường kính độc đỉnh là 0,8 ly, cân nặng là 160 g. Giá tiền của nó là cây số 13, 150.000. 150.000 nha mọi người. 13, 150.000. Tiếp theo, cây số 14 là một cây cần tay rút của cái hãng gì đây. Đấy. Chữ đấy thôi không. Đây, Uban nha mọi người. Uban Fishing như này. Đấy. Rồi, cây cần này chất liệu là phíp nhé. Ngoại hình của cây này thì 85% rồi đây. Đây, có cái nắp, còn cái nắp này nè. Đấy. Đọt này. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5. Có tất cả 5 lóng mọi người, 5 ống. Đấy. Cây này dài 4m5, thu vào ngắn nhất là 1m04, đường kính độc đỉnh là 0,8 ly, cân nặng là 160 g. Cây này cây số 14, 190.000 nha mọi người. Tiếp theo cây số 15 là một cây cần tay, nhãn hiệu gì đây thì giờ nó mờ mất rồi, không biết được. Cần tay rút nha mọi người. Chất liệu là phíp, ngoại hình cây này khoảng cỡ 60% thôi. Đấy. Đọt này. Đấy. 1 2 3 4 5. Đây, 5 đoạn. 5 đoạn tất cả. Đấy. Dài 4m3, thu vào 1m, đường kính độc đỉnh là 0,9 ly, cân nặng 160 g. Cây này cây số 15, 130.000.
15 130 nghìn. Cây số 16 này, 16 của cái hãng gì vẫn có luôn cái tem này đây. Đây, mọi người. Cần này là cần phíp thôi, cần phíp. Ngoại hình của cây này 85% 85% trở lên nha mọi người. Đấy, đọc này, 1 2 3 4, có tất cả là 4 đoạn. Đấy, 4 đoạn rút. Cái này dài 4.9, thu vào là 1.1, đường kính đọc đỉnh là 0.7 ly, cân nặng là 220 gram, giá tiền 160 nghìn. Cây số 16 170 nghìn. Quay nhập 170 nghìn nha mọi người. Tiếp theo là một cây cần rút Daiwa, hiệu Daiwa đó nhé, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây này 90% trở lên nha mọi người, 80-90% trở lên này. Cái đầu của nó gắn một cái khuyên để mình cọc cước này. Đây, hai ba bốn, nó còn 4 đoạn nha mọi người, 4 đoạn. Cái cần này dài 3m6, thu vào là 1m12, cân nặng là 120 gram, đường kính đọc đỉnh là 1.2 ly. Đấy, cây này cây số cây này nó mắc, nó bị bể cái nắp, cái nắp nhựa đây này, còn này nó mắc cái đế dưới nha mọi người. Đó, mắc cái đế dưới. Cây này cây số 17 này, 80 nghìn, 17-80 nghìn nha mọi người. Tiếp theo là cây số 18, một cây cần rút tiếp nhưng mà mắc tem là không biết của hãng gì, chất liệu là phíp. Còn ngoại hình của cây này thì khoảng cỡ 75%, 75-80% trở lên. Đấy, đọt này. Đấy, 1 đoạn, 2 đoạn, 3 đoạn, 4 đoạn, 5 đoạn nha mọi người, 5 đoạn tất cả. Cái cần này dài 4m4, thu vào là 1m03, đường kính đọt đỉnh là 1.7 ly, cân nặng là 220 gram. Đây, giá 130, số 18, 130 nghìn. 18-130 nghìn nha mọi người. Tiếp theo cây cần số 19, khá là to nha mọi người. Đây, mọi người nhìn so với cái tay mình đây. Cái cần này cũng là cần phíp mà cần rút, cần tay. Đấy, ngoại hình của cây này thì 85%, 85-90% được đây nhé. Đấy, cây này thì đọc nó khá là mạnh. Đây, 1 đoạn, 2 đoạn, 3 đoạn, 4 đoạn, 5 đoạn, 6 đoạn, 7 đoạn, 8 đoạn nha mọi người. Thằng này 8 đoạn tất cả. Đấy, cần 8 đoạn. Dài 6.9, thu vào là 1.4, đường kính đọc đỉnh của nó là 0.7 ly, cân nặng là 660 gram. Đó. Ôi, nhầm rồi mọi người. Cái thu vào của nó là 1 mét, một mét lẻ tư nha mọi người. Thu vào của nó là 1m04 chứ không phải 1m4 nhé. Thu vào của nó là 1m04, tức là 1m4 nữa đấy. Giá thành của cây này là 300, số 19. 19 300.
19.300 nha mọi người. Đây. Tiếp theo là cây cần tay, cần rút, chất liệu là phíp nè. Cái cần này của hãng NFT này, ngoại hình cây cần này là 90% rồi lấy nha mọi người. Đấy. Khá là mới, cần này là khá là to. Này đọt của nó này. 1 2 3 4 5 6 7 7 lóng nha mọi người. Có tất cả 7 lóng. Đấy. 7 lóng của nó. Nó dài tới 1 nó dài tới 7m2 nha mọi người. Thu vào là 1m4 nè. Cái này đúng là thu vào 1m4 nè. Đấy. 1m4. Đường kính đọt đỉnh của nó là 1,9 ly. Cân nặng là 840 g, 840 g nha mọi người. Cái này số 20, 400. 400. Số 20, 400 nha mọi người. Đó, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video cần câu này của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ giùm mình số điện thoại bán hàng đó là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Tất cả cần câu mình đều ship code. Đơn hàng trên 200, từ 200 ngàn trở lên thì mình mới ship nha mọi người. Và mọi người mua hàng thì phiền mọi người là khi nhận hàng mọi người phải mở hàng ra coi kiểm tra kỹ lưỡng. Đấy. Có trục trặc gì báo cho mình và không không xử lý được thì hoàn hàng về giùm mình nhé. Trường hợp gãy vỡ đồ hay là sai so với sản phẩm mình bán hay nhầm hàng như thế nào đó thì mọi người hãy liên hệ nhé. Còn tránh trường hợp là mọi người nhận hàng rồi mọi người mới báo cho mình thì lúc đó mình không giải quyết nha mọi người. Đấy là mọi người phải coi hàng trong lúc có nhân viên giao hàng đấy luôn. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều.